chúng tôi xin phép gửi đến quý vị thông tin về xã hội mới nhất. Vào ngày 18 tháng 3, khoảng 10 chiếc ô tô đỗ dưới lòng đường sát vỉa hè tại chung cư Ruby Goldmark Hà Nội bị kẻ phá hoại xịt nhiều về sơn lên thân xe. Hiện cơ quan chức năng đang bắt đầu vào cuộc điều tra. Thông tin về vụ hàng loạt xe ô tô bị xịt sơn khi đỗ trên vỉa hè, lãnh đạo công an quận Bắc Từ Liêm Hà Nội cho biết, chúng tôi tiếp nhận trình báo và đang xác minh điều tra. Trước đó, trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh nhiều ô tô đỗ sát vỉa hè chung cư Ruby Goldmark City 136 hồ tùng mậu bất ngờ bị kẻ xấu xịt sơn hồng lên thân xe. Theo clip đăng tải, khoảng 10 ô tô bị xịt sơn. Theo người dân sống trong khu đô thị này, cùng ngày, nhiều người ra lấy xe thì phát hiện xe của mình bị xịt sơn màu hồng nhem nhuốc quanh vỏ ngoài mà lại không rõ nguyên nhân. Các ô tô này bị kẻ phá hoại xịt sơn biển số phía sau. Khu vực cửa mà nhiều chiếc bị bịt xung quanh thân xe, thậm chí có xe che bạt còn bị rạch bạc để xịt sơn. Nhiều người bức xúc cho rằng đây là hành vi hủy hoại tài sản, cần được xử lý nghiêm.